Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc tới Perforce.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bản nâng cấp tháng 9 của bộ Pro Preset của mình. Rồi ngay tại thời điểm này, nếu bạn nào đã từng mua cái bộ này rồi, các bạn có thể vô ngay cái mail lần trước mình gửi cho các bạn ở trong Google, vô mail hoặc là trong Google Drive phần được chia sẻ với tôi. Các bạn tải ngay từ cái file Pro Preset đó của mình, các bạn sẽ thấy nó tên nó đã trở thành là Pro Preset version là tháng 9 2018. Các bạn tải về và cài đặt vô máy tính theo cái hướng dẫn ở video trước của mình. Rồi thì vẫn có nhiều bạn thắc mắc là vấn đề là ở cái bộ Pro Preset tổng quan như thế nào. Mình chợt ra là mình chưa có làm cái video nào thuộc dạng là gọi là tổng quan cả, cho nên là trong video này thì mình sẽ giới thiệu qua. Ở trong cái phiên bản mà nâng cấp tháng 9 này á, thì mình chỉ thêm duy nhất một cái preset mới thôi. Mình chỉ thêm một cái preset mới thôi. Còn lại thì mình thay đổi đi theo cái những cái feedback của các bạn. Tại vì trước giờ các bạn feedback lại cho mình á, là những cái màu mà mình làm ở đây á, đa số nó thiên về hiệu ứng nhiều quá, và màu sắc nó hơi quá một chút xíu, thành ra là sử dụng cho những cái ảnh mà chân dung nó không được ok lắm. Về cái phần màu da đó thì ở đây mình đã thay đổi lại rất là nhiều, mình chỉnh lại màu rất là nhiều, đặc biệt mình chú ý một chút về phần màu da. Thì trong phiên bản tháng 9 này thì các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi rất là rõ rệt về vấn đề đó. Rồi ở đây mình sẽ sơ qua về cái bộ Pro Preset của tháng 9 này ha. Mình sẽ đi tổng quan từ cái số 1 luôn. Ở cái này mình không cần giới thiệu quá nhiều, mình chỉ liếc sơ qua cho các bạn coi tổng thể tất cả cái đó. Stop này nên sử dụng ở đây là stop của bạn Trần Việt, rất là ok. Lý do mình chọn cái stop này là bởi vì nó có màu xanh lá cây nhiều nè, có tông màu đỏ, có màu da, có phần gray, và phần gray nó hơi thiên về hướng lạnh chút xíu đó. Nó nói chung là nó đầy đủ những cái phần, đầy đủ những cái gam màu mà mình thường gặp nhất. Và ở đây chúng ta bắt đầu đi ha. Đầu tiên là Pro Preset số 1 với gam màu khá là trầm và gray nhiều. Số 2 thì nó bớt đi chút xíu, và số 3, đây là số 4. Đó, khá là trong đúng không? Các bạn nào có thắc mắc là nó trong bộ của mình nó có màu trong hay không? Ok, cái này có vẻ không hợp với cái này lắm. Tuy nhiên, như mình có nói đó, nếu như các bạn nào cảm thấy không hợp, các bạn có thể điều chỉnh lại. Ví dụ như ở đây các bạn cảm thấy nó gắt quá về cái phần là ánh sáng nhỉ? Vậy các bạn có thể đơn giản là giảm cái màu, cái màu của chúng ta xuống một chút xíu để cho nó ok hơn, và shadow chúng ta tăng lên để cho cái phần shadow là phần cô dâu chú rể này nó nổi bật lên một chút xíu, có thể cho nó màu nó nhạt hơn, hoặc là ok just done đi. Đó thì đại khái nó cũng ổn, nó ổn hơn là lúc chúng ta mới ghép vô. Đó thì chúng ta chỉnh lại rất là nhẹ thôi, màu số 6 khá là sáng, và chúng ta có thể chỉnh lại giảm nhẹ đi để cho ánh sáng nó hài hòa hơn và nó sẽ đẹp hơn. Đó thì các bạn có thể để ý ở trong những gam màu như vậy, đa số mình thông thường mình blend màu theo đúng cái phong cách kiểu của mình luôn, là cái màu đối lập. Có nghĩa là có tông màu nóng thì nó sẽ có tông màu lạnh, nó đối nghịch lại. Đó, ok, này để hơi thuần lạnh chút xíu. Đó, phần 13, 14, 15, 16, 17 khá là sáng, cái phần này khá là sáng thì mình sẽ giảm đi chút xíu để cho nó ok hơn chút xíu. Đó, khá là ok đúng không? Rồi tiếp theo 18, khá là nhẹ nhàng. 19, kịch tính hơn chút xíu. 20, 21, và cái này khá là vintage nè, và nó vẫn có đầy đủ chỉnh sửa trong cho nên không có bị quá mù. Có một số cái mình làm mù nhưng mà có rất nhiều cái mình làm trong, ví dụ như cái này nè, khá là trong, màu số 23 khá là trong, nó hơi nhiễu hạt chút xíu. Thì nếu các bạn nào không thích thì các bạn có thể vô phần effect này, các bạn bỏ hạt đi thì nó sẽ thành cái màu trong. Ơi sorry mình nhầm, ở đây grain chính là cái hạt, thì các bạn tắt đi nó sẽ ra màu trong thuần túy thôi. Đó, thường thì mình thích những cái màu mà hơi ám vàng như vậy thì nó hơi có một chút vintage chút xíu. Đó, ở đây nó thiên về những cái gam màu khá là ok và rất là hài hòa, rất là dễ dùng. Ví dụ như cái gam màu này rất là dễ dùng nè. 29, 30, 31 khá là ok đúng không? Rất là trong luôn. 32, cái này thì nó hơi vintage lại chút xíu. 33,
Cái này nó rất là trầm nhưng mà nó rất là trong. Chúng ta 33 rồi, 34. Rồi, 34. Đó. Cái này thì nó trong nhưng mà mình grain nhiều hơn và nó hơi thiên hướng vintage chút xíu, màu này hơi cổ chút xíu. 35. 36. 37. 38. 39. 40 này, đó, nó rất là cân bằng đúng không? Các bạn có thể để ý là phần màu xanh này và phần cái màu màu gray, màu xám trung bình của mình hơi đẩy qua phần nhẹ, phần tông nóng một chút xíu thì nó sẽ cân bằng ra. Còn như những cái màu kiểu như vậy này, mình đẩy cái màu đỏ, cái phần màu da người lên rất là nổi so với lại cái tông màu trung là tông màu hơi lạnh chút xíu. 42 này, 43 này, nhẹ đúng không? 44 này, đó, khá là lạnh. 45 khá là trầm. 46, 47, 48. Đây nó hơi mù mù chút xíu này. 49, 50, 51, 52, 53. Phần 53 thì nó rõ ràng nó không hợp với cái hình này rồi. 54. Rồi 55. 56. Khá là cổ đúng không? Cái màu này cực kỳ cổ luôn nè. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ôi, mình thiếu mất cái số 4 rồi. Ok, mình sẽ bổ sung thêm vào trong cái phần đại số. 67, 68, phần màu rất là cổ đúng không? Những cái màu này thì ở cái video trước thì mình có giới thiệu qua rồi. Cho nên mình sẽ đi qua cái phần số 78 là cái màu mới của mình. Cái màu mới này chính là cái màu hơi cỏ cháy của các bạn, rất nhiều bạn khách hàng cũ của mình yêu cầu mình làm cái màu này. Thì cái trong quá trình mà làm cái màu này thì mình mới nghĩ là cái vấn đề là khi mà làm màu cỏ cháy như vậy thì mình muốn nó cân bằng lại. Thì cái màu nổi bật nhất tất nhiên là màu cỏ cháy, thì những cái phần mà màu xanh cyan, màu xanh green á, mình đẩy nó qua màu hơi đỏ chút xíu để nó ra màu cỏ cháy. Tuy nhiên là mình cân bằng lại nhẹ nhàng ở những cái phần mà màu xanh dương của mình á, mình sẽ đẩy nó qua màu cyan thì nó sẽ có cái sự cân hơi đối lập một xíu và nó cân bằng cái vấn đề là red với lại cyan. Đó, hai cái kênh màu nó sẽ nhẹ nhàng với nhau và các bạn sẽ có một cái hiệu ứng rất là ok như thế này. Nó khá là trong như add grain rất là nhẹ. Nếu các bạn không thích thì có thể giảm grain đi cũng được. Đó, thì mình sơ qua một vài cái hình khác. 78 này. Đó, màu cỏ cháy ở phần phía trên này nó vẫn khá là lạnh và nó cân bằng. Màu này chẳng hạn vậy. Đó, màu 78 này. Máy nó sẽ hơi chậm đó. Màu 78 khá là ok đúng không? Những cái phần mà shadow của phần trên này nó chính là màu blue và nó đổi qua màu cyan kiểu như này. Nó rất là cân bằng và nó làm cho cái hình của chúng ta rất là dễ chịu. Tuy nhiên mình như nói là nó có hình hợp, có hình không. Ví dụ như là hình này thì ok này, cùng cái bộ đấy thì khá là ok. Mình thử tìm một cái bộ khác coi. Ok, bộ này chẳng hạn vậy. Bộ này mình sẽ lấy cái hình này chẳng hạn vậy. Đó, thì mình click vào đây này, thể thấy là nó sẽ hơi tối tại vì ở đây cái màu cyan nó quá là nhiều. Đó, màu cyan nó quá là nhiều. Để sao nó không đổi. Máy nó hơi chậm chút xíu các bạn thông cảm. Đó, thì đây các bạn thể thấy là cái màu green ở trong cái hình nó khá là nhiều, thành ra nó làm cho bức hình của ta nó không có sự cân bằng khi mà cái phần mà gray nó hơi thấp, nó ít. Cho nên ở đây cái công việc của ta là gì, chúng ta sẽ đẩy nó tạo thêm màu blue cho nó thôi. Mình sẽ giảm cái temperature đi một chút xíu và cái hình của ta nó sẽ cực kỳ nhẹ nhàng kiểu như này. Đó, thì chúng ta sẽ có cái kết quả như này. Mình chỉnh rất là nhẹ đúng không? Mình chỉ chỉnh duy nhất cái temperature và cái exposure thôi. Thì đây cái công như mình nói là cái nhu cầu, tùy nhu cầu của các bạn cảm thấy cái tại vì như làm cái reset á, thì như mình á thì mỗi cái reset nó mang một cái đặc tính rất là khác nhau. Cái shadow nó một màu khác, cái highlight nó một màu khác.
Thành ra khi mà các bạn sử dụng cho những cái hình khác nhau ở những cái hoàn cảnh khác nhau, nó sẽ ra những cái màu khác nhau chứ không phải luôn luôn nó giống nhau. Thành ra ví dụ như là những cái preset mà các bạn cảm thấy mình demo như vậy nó đẹp, nhưng mà khi xem hình của các bạn mà cảm thấy nó lại hơi nóng quá so với lại những cái gì mình show á, thì công việc đơn giản các bạn chỉnh lại cái temperature chút xíu, chỉnh lại màu, chỉnh lại ánh sáng chút xíu để cho cái hình của mình nó phù hợp lại với lại cái preset mà mình cung cấp cho các bạn. Cái clip để chúng ta chỉnh sửa cái màu sắc, cái ánh sáng như này mình có đính kèm trong cái file tải về. Nếu các bạn nào cần với những có mua cái bộ này, các bạn thể click ngay cái link ở phía dưới phần description, phần mô tả, hoặc là ở trong cái bài post của mình cũng sẽ có cái link đó, hoặc là ở dưới phần comment mình cũng sẽ có cái link đặt mua cho các bạn click vô các bạn tham khảo. Và nếu các bạn cảm thấy ok, các bạn có thể click nút thanh toán, click nút mua reset để chúng ta xem cái để phải nhận được cái thông tin để ta gửi thanh toán. Và mình sau khi mình nhận được rồi á, mình sẽ chuyển cái bộ reset ngay qua mail cho các bạn. Khá là đơn giản thôi, mình sẽ chia sẻ qua Google Drive để khi mà mỗi tháng mình có những cái nâng cấp mới, mình có những cái sửa lỗi, mình có những cái preset mới, mình sẽ update ngay ở trong những cái link đó cho các bạn. Rồi, thì đó là tổng quan về cái bộ Pro Preset của mình, và cảm ơn các bạn đã theo dõi, cũng như là cảm ơn các bạn những cái sự ủng hộ của các bạn từ trước tới giờ, những các bạn nào đã mua, những các bạn nào đã từng xem video của mình cũng là một sự ủng hộ rất là tuyệt vời. Đừng quên nhấn nút like, share, subscribe. Bạn nào chưa subscribe có thể nhấn subscribe, nhấn nút đăng ký để theo dõi và click cái chuông bên cạnh để khi mà mình có những video mới các bạn sẽ nhận được thông báo. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc, THP Pro Shop.com. Bye bye các bạn.